chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ năm, ngày 7 tháng 7 năm 2016 của Đài Phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu chương trình có những thông tin đáng chú ý sau. Quận ủy Cần Đức học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 9 tiếp xúc cử tri các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau đó là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ, chiều qua 6 tháng 7 2016, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản Trung ương do ông Phạm Quang Dinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương làm trưởng đoàn đến làm việc tại Long An. Cụ thể, đoàn kiểm tra Trung ương đến làm việc với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2016 xã Bình Quế, huyện Châu Thành, và đó nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch của cuộc tổng điều tra tại địa phương, những thuận lợi khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện và các nội dung liên quan đến công tác điều tra, ghi phiếu của điều tra viên, công tác kiểm tra của tổ trưởng. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương Phạm Quang Dinh cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh cần tiếp tục bám sát, tuân thủ đúng quy trình của Ban Chỉ đạo Trung ương, kịp thời thông báo nghiệp vụ mới phát sinh cho Ban Chỉ đạo cấp huyện xã. Các điều tra viên trong quá trình điều tra cần đọc kỹ tài liệu hướng dẫn, tiếp tục rà soát danh sách mãn kê nhằm đảm bảo đúng đủ đối tượng điều tra. Quận ủy Cần Đức tổ chức hội nghị cán bộ học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 12 của Đảng cho hơn 200 cán bộ, nguyên lãnh đạo huyện, các đồng chí huyện ủy viên, bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trưởng phó các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, lãnh đạo các xã thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Đình Cán, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, truyền đạt những nội dung cơ bản của báo cáo chính trị Đại hội 12 của Đảng, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Văn kiện Đại hội 12 của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân ta. Nội dung văn kiện đại hội được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2010-2015. Có sự kế thừa bổ sung phát triển nội dung văn kiện Đại hội 11 và đường lối quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 gồm ông Lê Quốc Dũng, ông Võ Thành Trí và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc đã có buổi tiếp xúc với gần 100 cử tri của các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây và Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Tại buổi tiếp xúc, cử tri gợi gắm một số kiến nghị bức xúc như tuyến đường tỉnh 821 đoạn từ đường Hồ Chí Minh ra bến đò xã Lộc Giang chưa được chủ trương thi công gây khó khăn cho người dân địa phương, tỉnh nhà cần quan tâm đầu tư cho xã Lộc Giang về nguồn kinh phí để xã sớm xây dựng các tiêu chí đạt xã nông thôn mới. Tình trạng học sinh bỏ học trên địa bàn xã ngày càng nhiều, ngành giáo dục cần quan tâm đầu tư hồ bơi để dạy bơi cho trẻ, nhằm hạn chế tình trạng đuối nước đang được báo động hiện nay. Tỉnh nhà cần có biện pháp giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng được hưởng. Các ngành chức năng cần tìm hiểu và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, phù hợp với từng vùng và từng địa phương, để giúp người nông dân tăng thu nhập kinh tế. Tình trạng khai thác đất sét trên địa bàn xã Lộc Giang có nhiều bất cập, khai thác về độ sâu, tình trạng sạt lở gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Cần có chế độ cho lực lượng cán bộ bán chuyên trách của xã, nhà nước cần sớm tu sửa trạm bơm AB Lộc Giang để tạo điều kiện cho việc sản xuất nông nghiệp của các xã vùng thượng. Hội Nông dân huyện Cần Giuộc phối hợp Ban An toàn Giao thông huyện tổ chức hội thi đường quê an toàn lần thứ 5 năm 2016. Hơn 150 thí sinh là hội viên nông dân của xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Các đội trải qua hai phần thi gồm kiến thức an toàn giao thông và thi tiểu phẩm. Ở phần thi kiến thức an toàn giao thông, các đội bốc thăm và trả lời câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ và mức xử phạt hành chính trên lĩnh vực này. Phần thi tiểu phẩm, các đội đã mang đến hội thi nhiều tiểu phẩm hay phản ánh thực tế tình hình giao thông trên địa bàn, thể hiện tốt kỹ năng tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Qua một ngày tranh tài sôi nổi, hạng nhất thuộc về Hội Nông dân xã Phước Hậu, hạng nhì Hội Nông dân xã Phước Lý, Hội Nông dân xã Thuận Thành hạng ba.
Ban Chỉ huy quân sự huyện Tân Trụ tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo quyết định 62 năm 2011 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc. Trong đợt này có 49 trường hợp được chi trả số tiền 290 triệu đồng. Tính đến nay, huyện Tân Trụ đã chi trả cho 782 trường hợp với tổng số tiền 3 tỷ 214 triệu đồng. Từ khi có chủ trương này, công tác triển khai, tuyên truyền cho đối tượng được Ban Chỉ huy quân sự huyện và các xã thị trấn quan tâm thực hiện. Hướng dẫn đối tượng lập hồ sơ, thủ tục đảm bảo quy định chính xác, công tác xét duyệt kỹ lưỡng đúng đối tượng. Qua đây thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với những người đã có công lao đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và giúp nước bạn, tạo lòng tin của dân đối với Đảng. Qua 2 ngày làm việc khẩn trương tích cực, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi trong lực lượng vũ trang thành phố Tân An năm 2016 đã thành công tốt đẹp. Kết quả 100% cán bộ đạt khá trở lên, trong đó có 5 thí sinh đạt giỏi. Kết thúc hội thi, giải nhất thuộc về Nguyễn Chí Tâm, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường 7. Giải nhì được trao cho Nguyễn Thị Ngọc Dư, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự phường 2 và đồng chí Trần Đức Mẫn, tiểu đoàn trưởng dự bị động viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố. Giải ba thuộc về Nguyễn Hữu Rạng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã An Vĩnh Ngãi. Hội thi là dịp để đánh giá chất lượng giảng dạy chính trị của đội ngũ chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự các xã phường trên địa bàn, đồng thời chọn ra các thí sinh đạt giải cao trong hội thi để tham dự hội thi cấp tỉnh. Xây dựng mô hình xã phường thị trấn không có người sinh con thứ ba trở lên là chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện Thủ Thừa đều chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lồng ghép mô hình xã thị trấn không có người sinh con thứ ba trở lên vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa và hoạt động phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện đã phối hợp với các xã thị trấn tổ chức được 15 cuộc nói chuyện chuyên đề với 310 lượt người dự. Ngoài ra, lực lượng cộng tác viên dân số còn cấp phát 350 tờ bướm, tờ rơi tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình. Đến nay, 6 tháng đầu năm 2016, toàn huyện Thủ Thừa có 6 xã chưa có người sinh con thứ ba trở lên, trong đó duy trì được 5 xã không có người sinh con thứ ba trở lên là Mỹ An, Mỹ Phú, Mỹ Lạc, Long Thành và Tân Lập. Huyện Cần Chuột có gần 17.000 hội viên hội người cao tuổi, trong đó có hơn 3.600 người cao tuổi được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và 3.890 người cao tuổi được hưởng bảo hiểm y tế. 9 cụ được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội huyện. Năm 2015, Hội Người cao tuổi huyện vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng 1.963 phần quà Tết cho người cao tuổi nghèo, neo đơn, mỗi phần quà trị giá gần 600.000 đồng. Hội Người cao tuổi huyện còn phối hợp với các hội đoàn thể xây 33 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho các hội viên khó khăn về nhà ở với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Năm 2015, các hội viên người cao tuổi trên toàn huyện đã hiến 17.852 m2 đất, trị giá trên 2,5 tỷ đồng, làm đường giao thông nông thôn, vận động 34 học sinh bỏ học trở lại lớp và đóng góp quỹ khuyến học trên 360 triệu đồng. Người cao tuổi tham gia báo tin tội phạm 187 tin và nhận cảm hóa 14 đối tượng. Từ các hoạt động trên, các hội viên người cao tuổi đã phát huy được vai trò và vị thế của mình trong xã hội, góp phần giúp các cụ sống vui, sống khỏe và sống có ích cho xã hội. Ông Biện Hữu Lệ, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Mỹ Lộc, huyện Cần Chuột cho biết. Là người có tiếng nói trọng lượng, là có tiếng nói rất quan trọng để mà xây dựng cái nông thôn mới thành công. Trong đó là người cao tuổi địa phương, là người đi đầu phong trào, là kêu gọi con cháu gia đình hiến trên 22.000 m2 đất để cùng với chính quyền, hệ thống chính trị của xã để xây dựng cái xã nông thôn mới. Trong năm 2016, Hội Người cao tuổi huyện Cần Chuột tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Hội quyết tâm xây dựng các loại quỹ của hội ngày càng phát triển mạnh ở tất cả các xã, đồng thời củng cố các chi tổ hội và các câu lạc bộ và yêu cầu phải sinh hoạt định kỳ, đặc biệt phát huy tốt vai trò người cao tuổi trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng xã nông thôn mới. Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện để phục vụ sinh hoạt sản xuất của người dân ngày càng tăng, nên việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là điều rất cấp thiết trong thời điểm hiện nay. Mặc dù đang là tháng cao điểm nắng nóng, nhưng hóa đơn tiền điện của gia đình ông Phan Tấn Nhẫn, ấp 6A Thạnh Đức, huyện Bến Lức chỉ tăng 50.000 đồng so với trước đây. Theo ông Nhẫn, để tiết kiệm điện, gia đình chỉ mở quạt để ngủ và cài chế độ hẹn giờ để quạt tự động tắt. Ngoài ra, đối với việc nấu nướng,
gia đình cũng rất hạn chế dùng đồ điện, thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact, tắt hết các thiết bị khi không sử dụng. Không chỉ thực hiện tại gia đình, ông Nhẫn còn là thành viên tích cực trong việc tuyên truyền cho bà con trong ấp nâng cao ý thức sử dụng điện, ông cho biết. Áp dụng cái chương trình là dặn cũng vừa phải, từ 26 cho tới 28 độ, trời vừa đúng mát. Nếu mà cháu sau khi cháu ngủ, vừa má ngủ thì chúng tôi phải tắt máy điều hòa nhiệt độ. Trong thời buổi giá cả leo thang, việc tiết kiệm nói chung là rất cần thiết. Tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí sản xuất và giảm giá thành sản phẩm. Với người dân, tiết kiệm điện cũng là tiết kiệm một món tiền đáng kể trong chi tiêu sinh hoạt. Ông Huỳnh Hữu Thắng, ấp 6 xã Thành Đức, huyện Bến Lức cho biết thêm. Khi nào mình tắt truyền hình, mở cái đèn u cái thôi chứ. Ít có khi nào mà trong nhà có ăn cơm nước là mới mở đèn trong, chứ còn không bao giờ mà dụ mà mở đèn tối thì sẽ thường thường trong nhà để ít mở đèn lắm. Tuy nhiên vẫn còn có những cách tiết kiệm điện không hợp lý. Những quan niệm lệch lạc trong tiết kiệm điện như sử dụng đèn dây tóc loại nhỏ sẽ tiết kiệm hơn đèn compact hay đèn dây tóc sáng hơn. Cần được thay đổi, nếu như mỗi gia đình nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, sẽ tiết giảm một khoản tiền khổng lồ cho chính gia đình mình. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2016. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch Đầu tư, 5 tháng đầu năm, khối lượng thực hiện khoảng 87.700 tỷ đồng, đạt 34,9% kế hoạch. Giải ngân khoảng 81.800 tỷ đồng, đạt 32,6%. Mặc dù đã qua nửa chặng đường của năm 2016, nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ rất thấp so với kế hoạch được giao. Nếu không có các giải pháp cấp bách để thúc đẩy tiến độ giải ngân, sẽ ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của nền kinh tế. Trước tình hình này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị từng bộ ngành phải rà soát kiểm điểm trách nhiệm của các cán bộ phụ trách lĩnh vực này, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ trong giải ngân như rút vốn, thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm giải ngân hết vốn đầu tư công năm 2016 đúng hạn, nhất là vốn ngân sách, vốn trái phiếu chính phủ và vốn ODA để góp phần hoàn thành kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra năm 2016. Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng hoàn thiện dự thảo nghị quyết của chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016 với các giải pháp cụ thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng bộ, sớm trình Thủ tướng ký ban hành vào tuần sau để triển khai ngay. Tối 6 tháng 7, Hội chợ Thái Lan năm 2016 lần 3 đã được khai mạc tại Câu lạc bộ Văn hóa Thể dục Thể thao Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ do Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 190 gian hàng đến từ các công ty và nhà nhập khẩu Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 ngày, hội chợ trưng bày các sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu uy tín tại Thái Lan trong các ngành thực phẩm, đồ uống, hàng gia dụng, dệt may, thời trang, sản phẩm trang trí gia đình, đồ lưu niệm. Hội chợ còn có những hoạt động bên lề như chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm với tiết mục mang đậm nét giao thoa văn hóa Việt Thái để phục vụ khách tham quan. Tờ Washington Post đưa tin, hơn 100 người đã tập trung biểu tình bên ngoài cửa hàng tiện lợi Triple S Foodmart ở Baton Rouge, thủ phủ bang Louisiana, để phản đối vụ cảnh sát bắn chết Anton Sterling, một người đàn ông da đen. Vụ việc xảy ra sau khi cảnh sát nhận được một báo cáo về việc một người đàn ông đang dùng súng đe dọa bên ngoài cửa hàng trên. Hãng AP cho hay một đoạn video cho thấy một trong hai cảnh sát đứng bên ngoài cửa hàng đã khống chế một người đàn ông và giật ngã người này xuống đất. Người còn lại hỗ trợ đồng nghiệp giữ chặt người đàn ông. Rồi xuất hiện tiếng hô, anh ta có một khẩu súng, có súng. Và một cảnh sát đang kỳ người đàn ông dưới đất rút súng ra khỏi bao đựng. Sau tiếng hô xuất hiện âm thanh như súng nổ. Khám nghiệm tử thi sau đó cho biết nạn nhân là Sterling, 37 tuổi, cha của 5 người con, chết vì các vết thương gây ra bởi súng ngắn ở vùng lưng và ngực. Hiện hai cảnh sát trên đã bị đình chỉ công việc, trong khi gia đình nạn nhân đang yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc. Theo New Straits Times, lực lượng chống khủng bố Malaysia đã bắt giữ 208 đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và những người ủng hộ lực lượng này trong thời gian qua. Các đối tượng trên bị bắt trong một loạt chiến dịch được đơn vị chống khủng bố đặc biệt trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia thực hiện. Thông qua đó, lực lượng an ninh Malaysia đã phá vỡ 9 âm mưu tấn công của IS tại Malaysia, hầu hết đang ở giai đoạn lên kế hoạch. Cảnh sát Malaysia cũng giám sát chặt chẽ 46 công dân nước này hiện đang chiến đấu cho IS ở nước ngoài. Vừa rồi là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.